Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là bé con đây. Trong cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về cái series về chỉ số nhân vật. Và cái nhân vật mình nhắc tới ở trong cái video này nó không phải là một nhân vật 5 sao mà nó chỉ đơn giản là một nhân vật 4 sao mà thôi. Mình thấy là có nhiều bạn hỏi mình ở trên livestream cũng như là thắc mắc ở trong các cái video chỉ số của mình ấy, đó là anh chỉ làm các video về chỉ số của nhân vật 5 sao à chứ không làm về video chỉ số nhân vật 4 sao. Thì thực ra là 4 sao thì mình có làm, nhưng mà theo như anh em thấy ở trong cái thời điểm hiện tại ấy thì các nhân vật 4 sao ở tựa game Genshin Impact thì nó đa số là các cái nhân vật đi theo cái tiền lương support. Nhưng mà support thì chúng ta sẽ chỉ chủ yếu tập trung build vào khoảng tầm 1 cho đến 2 chỉ số mà thôi. Cho nên là cái việc làm video về các cái nhân vật 4 sao thì theo như mình thấy là nó không cần phải quá quan trọng lắm. Nhưng mà với nhân vật Cookie Shinobu thì nó là một nhân vật mà nó hơi đặc biệt một chút, bởi vì do cái phiên bản 3.0 trở lại đây thì do xuất hiện của nhân vật hệ thảo nên là chúng ta có một số những cái đội hình khác lạ dành cho nhân vật Cookie này, và chúng ta cần phải nói rõ hơn, cũng như là trong cái video này thì mình sẽ cố gắng là giải đáp cho anh em một số những cái thắc mắc liên quan đến cái nhân vật Cookie này, để cho anh em mà đang build cái nhân vật này cũng như là đang sử dụng cái nhân vật này có thêm những cái thông tin cũng như là hiểu rõ hơn về cái cơ chế của cái nhân vật này cũng như là cách thức để chúng ta sử dụng cái nhân vật Cookie này sao cho nó phù hợp. Thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái chỉ số của video của nhân vật Cookie Shinobu này thôi. Về cái nhân vật Cookie Shinobu này thì do cái nhân vật này nó tùy vào cái đội hình cũng như là tùy vào cái vai trò mà các bạn sử dụng nên là cái chỉ số của nó build có thể nó sẽ hơi khác nhau một chút. Nên là trong cái video này thì mình sẽ chia ra làm hai trường hợp mà các bạn sẽ sử dụng nhân vật Cookie Shinobu. Đầu tiên là trường hợp mà các bạn sẽ sử dụng xoay quanh cái việc gia tăng thêm khả năng trị liệu. Tức là lúc này nhân vật của Cookie các bạn ấy nó chỉ quan tâm đến khả năng hồi máu mà thôi. Điển hình như việc là các bạn sử dụng đi một số những cái đội hình như là với Eola chẳng hạn là để hồi máu này, hay một số những cái đội hình khác như là với Sinnoh hay là Kenshin để hồi máu, hay là Yamiko chẳng hạn. Đó là những cái đội hình mà các bạn sẽ chơi xoay quanh cái khả năng hồi máu rất là nhiều. Thì với cái việc mà chơi theo cái tình huống hồi máu này thì cái chỉ số quan tâm của các bạn đó chính là cái chỉ số HP và chỉ số tinh thông nguyên tố mà thôi. Bởi vì là hai cái chỉ số này nó gia tăng cho các bạn thêm cái khả năng trị liệu. HP thì là do nó được tính thêm từ thiên phú, đó là cái thiên phú E này, nó sẽ hồi xoay quanh chỉ số HP của nhân vật Cookie. Thế còn tinh thông thì các bạn sẽ được gia tăng thêm dựa trên cái thiên phú 2 của nhân vật này, tức là thiên phú đột phá level 60 ấy, thì các bạn sẽ được tăng cái trị liệu dựa trên 75% tinh thông. Thì cái này nó chính là cái chỉ số mà các bạn quan tâm ở trong cái phần đó chính là đi hồi máu. Nhưng mà trong cái phần hồi máu này nhá, thì cái chỉ số mà các bạn nên ưu tiên đầu tiên ấy, đó chính là cái chỉ số HP. Tức là các bạn sẽ ưu tiên HP trước, sau đó là các bạn mới ưu tiên cái chỉ số đó là tinh thông. Thế còn ngoài ra các chỉ số khác như là hiệu quả nạp hay là tỷ lệ và sát thương thì thực ra là với bản chất nhân vật Cookie Shinobu thì các bạn không cần phải quan tâm nhiều lắm. Có chăng thì nếu như các bạn đã build xong được cái lượng chỉ số HP cao rồi, ổn định rồi, thì các bạn sẽ lựa chọn cái dòng tiếp theo ở phụ, đó chính là cái dòng tỷ lệ bạo kích. Bởi vì là Cookie thì nói chung là nó bạo kích được thì nó thêm một chút sát thương thì nó hỗ trợ cho đội hình thì nó cũng được, không có vấn đề gì cả. Về dòng chính thì các bạn nên lựa chọn đó là một cái nón liên quan đến cái nón trị liệu, là giúp gia tăng cái khả năng trị liệu của nhân vật này. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn một cái nón. Thế còn về ly và đồng hồ thì các bạn nên lựa chọn đó chính là một cái ly và cái đồng hồ HP, thay vì là những cái liên quan đến tinh thông. Cái tinh thông thì lát nữa ở cái phần sau thì mình sẽ nói chi tiết hơn về cái phần này. Còn với cái trường hợp mà các bạn chỉ sử dụng để đi hồi máu mà thôi thì các bạn sẽ ưu tiên lựa chọn các cái dòng liên quan đến hiệu quả trị liệu cũng như là gia tăng phần trăm HP. Thế còn ở phụ thì chúng ta vẫn cố gắng là ưu tiên các cái dòng như là HP này, rồi sau đó là đến tinh thông và cuối cùng là đến tỷ lệ bạo kích. Thì đấy là về cái lối chơi xoay quanh cái việc đó là build theo cái lối build HP để hồi máu. Các bạn không cần phải quan tâm quá nhiều đến chỉ số hiệu quả nạp, bởi vì bản chất nhân vật Cookie Shinobu này các bạn sẽ sử dụng thông qua cái chiêu kỹ năng nguyên tố E rất là nhiều. Tức là các bạn sẽ không bị phụ thuộc vào cái kỹ năng nộ, cho nên là các bạn không cần phải quan tâm đến hiệu quả nạp. Các bạn chỉ quan tâm đúng hai dòng cho mình, đó là HP và tinh thông mà thôi. Thì đấy là cái trường hợp đầu tiên, là các bạn đi theo cái hướng đó là gia tăng thêm hiệu quả trị liệu. Cái hướng thứ hai là cái hướng mà các bạn đang sử dụng rất là nhiều trong cái giai đoạn gần đây, đó chính là cái thiên hướng đó là đi theo cái phản ứng sát thương phản ứng. Thì với cái sát thương phản ứng này thì ở thời điểm hiện tại thì các bạn hay sử dụng đi cùng với cái team hệ thảo để tạo ra cái phản ứng đó là nở rộ với một thảo một thủy cùng với về đấy là Cookie Shinobu. Thì với cái đội hình này thì các bạn vẫn quan tâm về cái chỉ số đó là HP và tinh thông, nhưng mà thay vì chúng ta ưu tiên vào HP trước thì bây giờ thì chúng ta sẽ ưu tiên vào chỉ số tinh thông trước. Bởi vì cái việc mà các bạn gia tăng thêm chỉ số tinh thông nó sẽ giúp cho nhân vật Cookie các bạn có cái lượng phản ứng sát thương đam nó to hơn đến từ cái tinh thông của nhân vật này,
Bởi vì nếu như anh em nào chưa biết ấy, thì cái phản ứng liên quan đến nở rộ ấy thì nó sẽ phụ thuộc hoàn toàn cái sát thương vào tinh thông của cái nhân vật lôi kích phản ứng. Tức là trong cái trường hợp này chúng ta đang nói đến đó chính là Kuki Shinobu. Nên là các bạn sẽ ưu tiên vào cái chỉ số đó là tinh thông nguyên tố. Bên cạnh đấy thì do có cái thiên phú level 60 của nhân vật này ấy, thì cái tinh thông nó cũng được chuyển hóa sang thành cái trị liệu nữa. Cho nên là việc build tinh thông thì các bạn vừa được cái sát thương phản ứng và các bạn đồng thời được gia tăng cái hiệu quả trị liệu luôn. Cho nên là nếu mà được thì các bạn sẽ ưu tiên vào cái chỉ số tinh thông này. Tiện đây thì mình cũng sẽ giải đáp cho các bạn một số những cái thắc mắc liên quan đến cái lối build tinh thông của nhân vật Kuki Shinobu. Thì chỉ số thì mình cũng chỉ nói như vậy thôi. Nó sẽ bao gồm là tinh thông và HP phần trăm. Còn ngoài ra thì nếu như được các bạn có thể lấy thêm một số những chỉ số liên quan đến tỷ lệ, giống như là cái phần đầu tiên mình có nói. Chỉ có điều là khác nhau ở một chỗ, đó là với cái lối build đầu tiên thì các bạn sẽ ưu tiên vào HP. Thế còn với cái lối build thứ hai thì các bạn sẽ ưu tiên đó là vào tinh thông. Các cái dòng chính các bạn lựa chọn đây cũng ưu tiên vào tinh thông, như là đồng hồ tinh thông với ly tinh thông, hay là thậm chí là cả cái nón tinh thông nữa. Thì các bạn sẽ tập trung vào các cái dòng đấy. Còn off phụ thì các bạn sẽ ưu tiên đó là tinh thông, rồi HP phần trăm, rồi cuối cùng đó chính là tỷ lệ bộ kích. Thì đấy chính là về cái chỉ số của nhân vật Kuki Shinobu này. Tiện đây thì mình cũng sẽ giải đáp cho anh em một số những cái thắc mắc liên quan đến cái con Kuki Shinobu chơi cái phản ứng nở rộ này. Đầu tiên đó là cái sát thương của nhân vật Kuki Shinobu này nó sẽ được tính dựa trên hai yếu tố. Thực ra là với nhân vật nào nó cũng như vậy thôi, nhưng ở đây thì anh em sẽ cần phải nắm rõ đó là nó sẽ tính dựa trên hai cái chỉ số. Đầu tiên đó là tinh thông nguyên tố của nhân vật kích phản ứng, thì như mình có nói lúc nãy đó chính là Kuki Shinobu. Thì Kuki của các bạn càng lên nhiều tinh thông thì cái sát thương phản ứng của các bạn nó sẽ càng cao. Và cái chỉ số thứ hai mà các bạn cần phải quan tâm ở đây đó chính là cái level của nhân vật này. Tức là level của các bạn càng cao thì cái sát thương của phản ứng của các bạn nó càng cao. Cái này thì hiểu đơn giản như thế này, đó là cái tinh thông này nó sẽ cho các bạn một cái lượng phần trăm. Đây, các bạn sẽ được một cái lượng phần trăm này để gia tăng sát thương của phản ứng. Ở trong này là nó sẽ có nở rộ. Thì cái việc gia tăng sát thương này ấy, các bạn sẽ phải hiểu là nó sẽ có một cái sát thương ban đầu. Nó phải có một cái sát thương ban đầu, xong là sau khi các bạn được gia tăng thêm từ cái chỉ số tinh thông này, nó sẽ ra cái sát thương gọi là thành quả của anh em. Thì cái sát thương ban đầu này nó sẽ được quyết định bởi cái gì? Nó sẽ được quyết định bởi level của anh em. Cái level của anh em càng cao ấy thì cái sát thương của ban đầu của anh em nó càng lớn. Và khi mà sát thương ban đầu của anh em nó càng lớn thì cái việc mà nhân cái sát thương ban đầu đấy với cái phần trăm ấy thì nó sẽ càng lớn theo. Đấy chính là cái lý do tại sao mà khi mà anh em build nhân vật Kuki Shinobu ấy đi theo cái phản ứng tinh thông như thế này, thì mình hay bảo với các bạn đó là gì? Đó là các bạn cần phải nâng level trước, sau đó là các bạn sẽ build thêm các cái chỉ số liên quan đến tinh thông sau. Thì đấy là cho một số những anh em nào mà còn đang giữ Kuki Shinobu ở tầm level 80 hay là 89 ấy, thì các bạn cố gắng là nâng lên level 90 nha. Thì đấy chính là cái thắc mắc đầu tiên với cái nhân vật Kuki Shinobu chơi theo cái hướng đó là tinh thông nguyên tố này. Cái thắc mắc thứ hai mà các bạn hỏi mình với nhân vật này đó chính là Kuki Shinobu thì mặc cái bộ thánh di vật nào khi mà chơi cái phản ứng này. Thì hiện tại đang có hai bộ thánh di vật mà các bạn có thể mặc cho nhân vật Kuki Shinobu. Đầu tiên đó chính là giấc mộng hoàng kim. Nó gia tăng cho các bạn rất nhiều chỉ số tinh thông, đến từ 2 món và đến từ 4 món. Khi mà các bạn phản ứng thì các bạn được gia tăng thêm tinh thông nữa. Thứ hai là các bạn sẽ sử dụng cái bộ đó là đóa hoa trang viên thất lạc, là cái bộ mới xuất hiện ở trong cái đợt phiên bản 3.3 này. Thì cái bộ đóa hoa trang viên thất lạc này thì nó cũng cho các bạn 80 tinh thông từ 2 món. Và cái bộ 4 món này nó còn cho các bạn thêm sát thương gây ra từ phản ứng. Thì nếu như các bạn nào đang thắc mắc với mình là giữa bộ này và cái bộ hoàng kim ấy thì bộ nào cho sát thương tốt hơn, thì với Kuki Shinobu thì mình sẽ thấy là cái bộ đóa hoa trang viên này nó cho các bạn cái sát thương đó là tốt hơn. Bởi vì là cái phần trăm ở đây nó rất là lớn. Nhưng mà do cái bộ này ấy, nó đang đi với cái bí cảnh đó là sử ký đình này cát, nên là không phải là anh em nào có thể là cũng đang farm cái bộ này. Mà cái bộ mình thấy là ở bí cảnh này này, ở cái bí cảnh mà có cái bộ rừng sâu này, thì anh em sẽ farm nhiều hơn. Bởi vì có lẽ là anh em sẽ farm được cho cả như kiểu Nahida hay là Tignari hay là một số nhân vật hệ thảo khác, hay là một số nhân vật mà cần cái bộ ký ức rừng sâu này, thì anh em sẽ đều farm cái bộ này cả. Tức là về giá trị sử dụng thì cái bộ hoàng kim cùng với cái bộ rừng sâu này theo như mình đánh giá là nó tốt hơn so với lại cái bộ đó hoa trang viên cùng với đấy là sử ký này cát. Cho nên là về hai bộ này thì mình nghĩ là tùy vào anh em đang farm cái bí cảnh nào thì anh em có thể lựa chọn cái bộ thánh di vật đấy dành cho nhân vật Kuki của mình. Hoặc là nếu như anh em không có bộ 4 thì anh em có thể sử dụng các bộ mic liên quan đến hoàng kim và đoàn hát, rồi là đó hoa trang viên. Thì cái này thì tùy vào cái việc mà anh em sử dụng. Nói chung là với kiểu build này thì anh em cứ tập trung liên quan đến các cái bộ liên quan đến tinh thông nguyên tố là ok nhất. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái câu hỏi tiếp theo mà các bạn cũng hay thắc mắc với mình, đó là về cái nhân vật Kuki Shinobu ấy, nếu như mà trong trường hợp mà các bạn đang sử dụng cái cây kiếm ở đây này, cái cây kiếm ở đây là nếu như các bạn đang sử dụng cái cây chấn của cây Lilu ấy, là cái chìa khóa Khanisut ấy, thì nên build theo HP hay là tinh thông với cái trường hợp này? Câu trả lời của mình ở đây đó là các bạn sẽ build vẫn theo chỉ số tinh thông, tức là
vẫn ưu tiên vào chỉ số tinh thông trước. Nhưng bên cạnh đấy ấy, các dòng off phụ của các bạn này, cái dòng off phụ của các bạn khi mà các cái dòng chính đó là tinh thông ấy, thì off phụ nếu như được các bạn nên cố gắng đẩy tập trung vào chỉ số đó chính là HP phần trăm. Bởi vì khi mà gia tăng HP thì nó gia tăng thêm hiệu quả của cái cây chấn của Lilu, đó là cái Khai Ni Sút ấy. Thì từ đấy thì các bạn sẽ bút được nhiều tinh thông hơn. Nhưng ưu tiên nhé, ưu tiên vẫn là chỉ số tinh thông trước. Thì đấy chính là cái câu hỏi liên quan đến cái vũ khí của nhân vật Kuki Shinobu này. Thế còn ngoài ra thì các bạn có rất là nhiều những sự lựa chọn liên quan đến tinh thông, như là ánh trăng Sifos này, rồi như là cái thiết phong kích, hay là thậm chí là cái cây dù mà free ở trong cái đợt phiên bản này này, các bạn hoàn toàn có thể cầm, chỉ cần nó là ta tăng tinh thông nguyên tố là được. Thế nhá. Thế còn bất quá thì các bạn có thể sử dụng một số những cây gia tăng hiệu quả nạp như là Tây Phong các thứ ấy, thì nó cũng ok, nhưng mà mình cũng không khuyến khích lắm khi mà đã chơi theo cái thiên hướng tinh thông này. Bởi vì bản chất nhân vật Kuki ấy, các bạn sẽ không xoay quanh chiêu kỹ năng nộ, các bạn sẽ tập trung vào chiêu kỹ năng nguyên tố E rất là nhiều, nên là không cần phải quan tâm đến nạp lắm, nên là cầm các vũ khí tăng tinh thông thì nó sẽ hiệu quả hơn. Và câu hỏi cuối cùng của các bạn về cái nhân vật Kuki Shinobu khi mà chơi theo cái hướng này, đó là: vậy thì Kuki Shinobu chơi theo cái này ấy, thì cung mệnh mấy thì dùng ổn? Cá nhân thì mình thấy là ở cung mệnh 0 các bạn hoàn toàn đã có thể sử dụng tốt nhân vật Kuki này rồi. Cái cung mệnh 0 ấy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng ổn. Nhưng mà nếu như các bạn đang có ở cái tầm C2 này đấy, thì nó sẽ ok hơn khi mà nó cho cái E các bạn thêm 3 giây. Tức là các bạn sẽ khớp được với chiêu thiên phú của nhân vật này là 15 giây tồn tại và 15 giây hồi chiêu, thì các bạn dùng thì nó sẽ thoải mái hơn thôi. Thế còn cung mệnh cao hơn thì nó càng tốt. Còn nếu như không có cung mệnh thì cũng không phải là một vấn đề gì lớn với nhân vật Kuki Shinobu này. Ok, và đây đó chính là cái video chỉ số của nhân vật Kuki Shinobu này. Theo như mình thấy thì nhân vật này build chỉ số nó không thực sự quá khó. Nhưng mà nếu như anh em mà không nắm rõ cơ chế hoạt động của nhân vật này, cũng như là cái đội hình mà anh em sử dụng, thì có lẽ là cái việc lựa chọn chỉ số anh em nó sẽ sai lầm mà thôi. Nên là trong video này thì mình đã nói hết rồi, cũng như là mình giải đáp một số những cái thắc mắc của anh em về nhân vật Kuki Shinobu này để anh em có thể lựa chọn rồi. Vậy thì Kuki Shinobu anh em đang build theo cái thiên hướng như thế nào, và vận dụng của anh em với nhân vật này ra làm sao? Đặc biệt là mình rất là muốn quan tâm với các sát thương của nhân vật Kuki Shinobu khi mà anh em sử dụng với các cái com liên quan đến nở rộ ấy. Mình rất là muốn biết xem là cái sát thương anh em gây ra nó là bao nhiêu, có mạnh hay không. Thì anh em hãy chia sẻ ý kiến của anh em xuống dưới phần bình luận nhé. Còn như thường lệ thì nếu như em thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình thì đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là bấm nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em muốn mình làm thêm về các cái video về chỉ số nhân vật tiếp theo thì ok, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một số video khác nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.